Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và triển khai thực hiện tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9 năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 25 tháng 3 tại thủ đô Washington DC, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất. Tại đối thoại, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ về triển khai khuôn khổ quan hệ mới và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí với Ngoại trưởng Antony Blinken về ý nghĩa của cơ chế đối thoại thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Hoa Kỳ triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ngày càng hiệu quả, thực chất, ổn định, đồng thời mở rộng không gian hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau nhằm duy trì đà phát triển trong nhiều thập kỷ tới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Thảo luận về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, hai bộ trưởng thống nhất việc phát huy cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao, thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại về chính trị, an ninh quốc phòng, đối thoại chính sách quốc phòng, đối thoại nhân quyền, nhất trí tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm hai nước bình thường hóa quan hệ trong năm 2025. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, ủng hộ hợp tác Mekong-Hoa Kỳ, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Lào và Campuchia nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác song phương một cách hiệu quả, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và người dân hai nước. Thủ tướng hai nước đạt được nhất trí trên trong cuộc gặp vào chiều qua 25 tháng 3, ngay ngày đầu tiên nhà lãnh đạo Campuchia tới thăm chính thức Lào theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lào Sonsay Sirivadon đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Hulmanet và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cơ sở bạn bè thân thiết và hàng xóm lâu đời. Thủ tướng Sirivadon tái khẳng định cam kết và chính sách nhất quán của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào cùng với Campuchia thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược, bền vững lâu dài ngày càng phát triển và có kết quả cao nhất. Về phần mình, Thủ tướng Hulmanet tái khẳng định Campuchia tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Lào, đặc biệt là năm nay Lào đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước cũng đã đánh giá kết quả hợp tác giữa Lào và Campuchia thông qua các khuôn khổ song phương và đa phương trong những năm qua. Hai Lào nhận thấy mối quan hệ ngày càng phát triển. Hai bên cũng đã thông báo cho nhau về những diễn biến nổi bật ở mỗi nước và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện hợp tác về phân định biên giới, hợp tác năng lượng sạch. Nhân dịp này, Thủ tướng Hulmanet mời Thủ tướng Sirivadon thăm chính thức Campuchia vào thời gian thuận tiện. Thủ tướng Lào đã vui vẻ nhận lời. Ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Gaza vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng tích cực về văn kiện này. Được biết là nghị quyết được thông qua với 14 phiếu thuận và chỉ có duy nhất một phiếu trắng của Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thực thi ngay lệnh ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Ai Cập đánh giá việc thông qua nghị quyết là một bước tiến quan trọng nhằm tạo ra vùng đệm cần thiết để chấm dứt đổ máu, ngăn chặn thêm thương vong cho dân thường Palestine cũng như tạo cơ hội cho viện trợ nhân đạo. Cairo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bên quốc tế và khu vực để chấm dứt cuộc khủng hoảng Gaza càng nhanh càng tốt. Các nước khác trong khu vực như Iraq, Jordani, Liban, Qatar và một số nước ở Nam Mỹ cũng hoan nghênh nghị quyết ngừng bắn, cho rằng nó sẽ giúp giải quyết xung đột và tiến tới một giải pháp hai nhà nước. Là một bên liên quan trực tiếp, phong trào Hồi giáo Hamas cũng bày tỏ hoan nghênh, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đàm phán trao trả con tin để đổi lấy tù nhân Palestine. Trong khi đó, chính quyền Palestine kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn xung đột và Israel phải rút quân khỏi giải Gaza. Về phía Mỹ, Washington khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ có thể được thực thi một khi Hamas bắt đầu trả tự do cho các con tin Israel.
Ba ngày sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến hơn 300 người thương vong, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh, xã hội cùng hai khu vực thủ đô Moscow và tỉnh Moscow. Tại cuộc họp, thì nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu phải điều tra khách quan vụ việc và tăng cường hỗ trợ các nạn nhân. Tổng thống Putin khẳng định những thành phần Hồi giáo cực đoan là những kẻ đã đứng sau vụ tấn công. Đây có thể là một trong những mắt xích quan trọng trong loạt âm mưu chống lại nước Nga kể từ năm 2014 và công tác điều tra cần phải thật khách quan. Với mong muốn trừng phạt thủ phạm, các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra một cách khách quan. Tổng thống Putin cũng yêu cầu chính quyền các địa phương hỗ trợ hết sức cho các cư dân bị ảnh hưởng trong vụ khủng bố. Ông hoan nghênh tinh thần đoàn kết, sự đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau của người dân Nga trong khủng hoảng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các lực lượng an ninh đã bắt giữ những kẻ khủng bố một cách nhanh chóng. Trong khi đó, điều tra sơ bộ tiết lộ, bốn kẻ khủng bố đều được huấn luyện tại một trong các xào huyệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là ở Istanbul trong khoảng 2 tháng. Một trong những kẻ khủng bố đã được nhân viên bảo vệ tại Crocus City Hall nhận dạng khi hắn đến hỏi về phòng hòa nhạc từ trước đó vài ngày. Sau vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Moscow của Nga làm hơn 130 người thiệt mạng, nhiều nước đã thắt chặt an ninh và nâng cao mức độ cảnh giác trước nguy cơ khủng bố. Một loạt quốc gia châu Âu đã đồng thời nâng mức cảnh báo an ninh. Tại Italy, Bộ Nội vụ đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tăng cường các hoạt động giám sát an ninh trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ Phục sinh sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Trước đó, Italy cũng đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất ngay sau vụ khủng bố tối 22 tháng 3 tại Moscow. Tương tự tại Pháp, Thủ tướng Gabriel Attal đã quyết định nâng cảnh báo an ninh trong hệ thống chống khủng bố quốc gia lên mức tấn công khẩn cấp, trong bối cảnh nước này cũng đang chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Olympic 2024. Tại Đan Mạch, báo động an ninh cũng được nâng lên cấp cao nhất trong tuần qua, trong khi tại Anh, nguy cơ đe dọa quốc gia hiện được để ở mức cao thứ 3 trong thang 5 cấp độ, tương đương nguy cơ ở mức đáng kể. Còn tại Bỉ, mức độ đe dọa khủng bố tiềm tàng ở cấp 3/4, có nghĩa mối đe dọa nghiêm trọng có thể xảy ra. Cuộc xung đột Hamas-Israel kéo theo căng thẳng ở Biển Đỏ đã khiến doanh thu của kênh đào Suez sụt giảm một nửa kể từ đầu năm tới nay. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mabouli lưu ý là nước này đã và đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do bất ổn an ninh ở vùng biển này. Theo ông Mabouli, Ai Cập đã ghi nhận các chỉ số kinh tế rất tích cực trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, cuộc chiến Nga-Ukraine, xung đột Hamas-Israel và những căng thẳng ở Biển Đỏ. Trong năm tài khoá 2022-2023, doanh thu của kênh đào Suez, nguồn thu ngoại tệ quan trọng của kinh tế Ai Cập bên cạnh dịch vụ và kiều hối, đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đầu năm tới nay, nguồn thu này đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Ai Cập đang phải nỗ lực duy trì các hoạt động của nền kinh tế trước những cú sốc bên ngoài thông qua một loạt giải pháp. Việc lực lượng Houthi tăng cường tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ để gây sức ép với Israel và bày tỏ đoàn kết với phong trào Hamas đã buộc nhiều hãng vận tải phải điều hướng liệu trình, khiến hoạt động hàng hải qua kênh đào Suez bị ảnh hưởng nặng nề. Ngày 25 tháng 3 tại thủ đô Bruxelles của Bỉ đã diễn ra cuộc họp của Bộ trưởng Môi trường 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Tại cuộc họp thì các nước đã không thể đạt được thỏa thuận về việc thông qua luật phục hồi thiên nhiên, một văn bản pháp luật có tầm quan trọng đối với hệ sinh thái của lục địa. Luật về phục hồi thiên nhiên tuy đã được Nghị viện châu Âu EP thông qua hồi tháng 2 sau các cuộc đàm phán kéo dài, nhưng hiện gặp phải bế tắc do sự phản đối của Hungary. Bộ trưởng Môi trường nước này cho rằng các mục tiêu về môi trường phải thực tế và tính đến các lĩnh vực liên quan. Chúng tôi muốn nhìn thấy những mục tiêu thực tế, vì nếu đặt cánh nặng quá lớn lên nền kinh tế thì sẽ gây phản tác dụng. Luật bảo vệ thiên nhiên là một trong những chính sách môi trường quan trọng nhất của EU, yêu cầu các quốc gia thành viên hành động để khôi phục môi trường thiên nhiên cho 1/5 diện tích đất và biển của khối vào năm 2030. Một số nước trong khu vực như Đức và Tây Ban Nha cảnh báo sẽ xảy ra hậu quả nếu giảm nỗ lực chống biến đổi khí hậu, nên các nước cần cố gắng để đạt được tiến bộ về luật trên. Bỉ, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng EU, khẳng định việc hoàn thành văn bản pháp luật này là ưu tiên của Bruxelles trong nhiệm kỳ hiện nay. Bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kết thúc tại đây. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp của Thông tấn xã Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.